Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, cô Hoa sẽ chữa bài kiểm tra số 4 15 phút ạ nhá, của chương trình lớp 12 thí điểm. Ok, so now let's go. Bài đầu tiên của chúng ta là tìm ra cái gì đây? Ok. Đáp án ABCD. Yep. Ok, cho đáp án cho cô nhé. Câu 1 nào. In order to apply for a credit card, Tom first has to a four-page form at the bank. Ở đây mình có cấu trúc là in order to thì đằng sau sẽ là động từ nguyên dạng cho qua nhé. Và cấu trúc này người ta dịch là để làm gì đó. Mình có cấu trúc apply for a job, tức là xin một công việc. Đó. Để mà credit card là gì nhỉ? Thẻ tín dụng. Để có được thẻ tín dụng thì trước tiên thì Tom phải làm gì đấy. Một cái đơn gồm có 4 trang ở ngân hàng. Ok, rồi. Vậy câu 1 đáp án của chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Điền vào đúng không ạ? Đáp án của chúng ta sẽ là C nhé. Fill in có nghĩa là gì ạ? Điền vào. Ok. Chúng ta có phrasal verb catch on, có nghĩa là trở nên phổ biến. Gọi nhớ ghi vào vở cho qua nhé. Catch on. Đây là một cấu trúc về phrasal verb mà chúng ta thường rất là không thích đúng không ạ? Nhưng mà thực ra với phrasal verb ấy, các bạn cứ luyện nhiều tự nhiên là sẽ nhớ thôi nhá. Ok. Rồi, chúng ta có cấu trúc là come up with, có nghĩa là đi đến. Đi đến có thể là một quyết định này, đúng không ạ? Ok. Hay là đi đến một ý tưởng, chúng ta cũng dùng cấu trúc come up with nhé. Ở đây mình có cấu trúc handout. Handout có nghĩa là cô đọc nối đạo. Handout qua dịch là phân phát. Ok. Rồi. So now we move to number 2. Chúng mình sang câu số 2 nhé. The teacher explained so much stuff in just one lesson that most of the students could only half of it. Giáo viên giải thích stuff người ta dịch là thứ này, hay là đồ này, đúng không ạ? Và nhớ cho qua là cái từ stuff là danh từ không đến được các bạn nhé. Rồi, giáo viên giải thích quá nhiều thứ trong một bài học đến nỗi mà hầu như tất cả học sinh đều làm sao nửa được nó thôi, nửa của cái bài học đấy thôi, half of it, đúng không ạ? Vâng, với câu 2 đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Mình có cấu trúc là đáp án của mình sẽ là deduct nhé. Take in có nghĩa là tiếp thu kiến thức. Ok, break up, mình hay có cấu trúc là break up with somebody, gọi là như kiểu là tan vỡ một cái mối quan hệ các bạn ạ nhé. Get through có nghĩa là kết nối, và kết nối cái gì ạ? Kết nối điện thoại này, đúng không? Đó, hay là chúng ta có thể gì là liên lạc cũng được nhé. Rồi, hay là get through nó còn có một nghĩa nữa đó là vượt qua một vấn đề. Get through a problem. Ok. Get let out là một phrasal verb, người ta dịch là cho phép rời đi hoặc là đi ra ngoài. Ok, we say cho phép rời đi hay là ra ngoài. Ok, rồi vậy trong văn cảnh này các bạn thấy cho qua là mình chỉ có cấu trúc là take in nhá, là duy nhất. So now we move to number 3, chúng mình sang câu số 3 nhé. The map of the top 10 most densely countries in the world includes Monaco, Singapore, Bahrain, Malta and Bangladesh. Ok, cái bản đồ của 10 nước đông dân cư nhất thế giới bao gồm Monaco và các thứ, đúng không ạ? Rồi, thế bạn thấy cho các bạn nhé. Trong câu này này, thứ nhất là most là so sánh nhất rồi phải không? Thế thì so sánh nhất chúng ta cần một tí tính tử, đúng không ạ? Thế mà đây chúng ta có từ densely là một trạng từ. Và theo nguyên tắc thì chúng ta có một cấu trúc như sau: trạng từ cộng với một phân từ 2 thì tạo thành một tính tử, đúng không ạ? Rồi, vậy chúng ta sẽ cần một phân từ 2 ở đây. Ok, vậy chỉ có thể là A mà thôi, populated nhá, densely populated, đông dân cư. Ở đây chúng ta có danh từ population là danh từ là dân số, và chúng ta có cấu trúc là có dân số bao nhiêu đó. Các bạn ghi cho qua cấu trúc rất là hay này. Have a population of. Xong rồi con số đằng sau. Yeah. Have a population of, ok. Còn popular là một tính từ và chúng ta dịch là phổ biến này, hay là gì ạ? Nổi tiếng này, ok. So now number 4, interactive games could be used in order to keep students. Nào, mình có cấu trúc như sau các bạn nhé: keep, somebody hoặc là something cộng với tính từ. Đó. Đây là một cấu trúc rất hay dùng, hay là mình có một cấu trúc là make cũng thế các bạn nhé. Make somebody cộng tính từ, làm cho ai ra sao đó nhá. Vậy thì câu 4 đáp án của chúng ta sẽ cần một tính từ ở đây. Và tính từ của chúng ta đây là engaged nhá. Interactive có nghĩa là gì ạ? Tương tác. Và trò chơi tương tác có thể được sử dụng để làm sao? Làm cho học sinh chú ý. Ok. Rồi. Mình có một cấu trúc nữa các bạn này. Đó, nó còn có một cấu trúc nữa là get engaged to somebody. Cấu trúc này mình dịch là đính hôn với ai đó. Đính hôn với ai đó nhá. Ok, so now number 5, we could mention some solution and comment in the conclusion. Nhớ cho qua là cái từ giải pháp đọc là solution nhá. Chúng ta có thể đề cập đến một vài giải pháp và chính phủ gì đấy ở trong phần kết luận này, đúng chưa? Rồi, thì bạn thấy cho qua là ở đây chúng ta sẽ cần một gì ạ? Một danh từ ở đây phải không ạ? Nhá, chúng ta nên đề cập đến giải pháp và in the conclusion gọi là ở phần kết luận đấy ạ nhá. Rồi vậy chúng ta cần một danh từ ở đây ạ. Danh từ của chúng ta sẽ là initiative. Initiative tức là những cái gọi là ban đầu, chính phủ ban đầu ấy ạ nhá. Ok, initiate đây là động từ nhá. Ok, rồi ở đây chúng ta có một cái danh từ chỉ người nữa, đó là initiators, có nghĩa là người gọi là người đứng đầu nhá. Ok, người tiên phong cũng được, có thể dịch như thế được. Ok, initiation tức là sự tiên phong. Rồi, so now number 6, chúng mình sang câu 6 bạn nhé. Women who due to marriage are not considered to be. Due to người ta dịch là do, và sau due to là một cụm danh từ. Ok, do cộng với due to cộng với noun phrase, tức là cụm danh từ nhé. Những phụ nữ mà di cư do kết hôn thì không được coi như là người di cư, đúng không ạ? Vâng, bởi vì người ta lấy chồng đấy thì sao gọi người ta là người di cư được, đúng không ạ? Ok, vâng, cái câu 6 đoạn của chúng ta sẽ là ấy nhé. Rồi, và qua nhấn mạnh luôn này bạn này. Ở đây nhá, từ này chúng mình hay đọc sai lắm, chúng mình đọc là migrate. No, phiên âm của chúng ta sẽ là I, đọc cả lớp ra theo bạn nào. I migrate nhá. Ok, không phải là I, it means di cư nhá. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta sang câu số 7 nhé. Each child had to a short speech to the rest of the class. Mỗi một đứa trẻ phải gì đó một cái bài phát biểu rất là ngắn đối to the rest of the class. The rest of the class tức là gọi là phần còn lại của lớp, tức là những cái người còn lại của lớp đấy ạ, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta có một cấu trúc như sau bạn này. Đáp án của mình sẽ là C nhé. Make a short speech. Make a speech có nghĩa là gì ạ? Là phát biểu. Chúng ta dùng cấu trúc này là trong trường kiểu như là rất là trang trọng nhá. Rồi, ở đây mình có động từ là carry out. Carry out người ta dịch là thực hiện các bạn nhé. Thực hiện. Nhưng mà không ai người ta nói là thực hiện một cái bài phát biểu cả, mà người ta phải dùng cấu trúc là make a speech nhá. Và nhớ cho cô này, trong cái câu này á, mình có một cấu trúc rất là hay các bạn này. Đó là each, người ta dịch là mỗi đấy nhá. Đó. Và sau từ each này chúng ta là danh từ số ít, được chưa? Mà nếu như là danh từ số ít thì suy ra là động từ cũng phải số gì đấy? Số ít. Đương nhiên rồi, đúng không? Nhá. So now number 8, chúng mình sang câu số 8 nhé. Although it was more than an hour late, the superstar finally showed up and the tension of the audience. Qua dịch câu này như sau nhé. Mặc dù là muộn hơn mất 1 tiếng, nhưng mà siêu sao đó đã cuối cùng đã đến. Show up người ta dịch là đến và gì đó sự chú ý, attention, chú ý của khán giả. Vâng, thu hút sự chú ý của khán giả. Vậy đoán câu này của chúng ta sẽ phải là A nhá. Grab có nghĩa là động từ grab có nghĩa là không phải grab đâu bạn nhá. Grab có nghĩa là kiểu là nắm bắt. Đó. Ok, thu hút được sự chú ý của khán giả. Ok, so now number 9, chúng mình sang câu số 9 nào. Has the interviewer the date? Yes, it's on next Monday. Qua dịch câu này như sau nhé. Người phỏng vấn đã cố định cái ngày đó chưa ạ? Có rồi, nó vào ngày thứ 2 tuần tới. Vậy thì ví dụ chúng ta muốn nói là cố định một cái ngày nào đấy nhé, để thực hiện một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ dùng là fix. Fix ở đây mình không đóng vai trò, mình không dịch là sửa đâu các bạn ạ. fixed, bởi vì cái từ fix nó còn nghĩa là sửa nữa, nhưng trong trường này là fixed nghĩa là cố định đấy. Ok, tức là đã sắp xếp được cái ngày để phỏng vấn chưa nhá. Ok, revise biết số 2 và mình gì là ôn tập nhá. Ok, so now number 10. Don't worry, we're in good time, there's to hurry. Mình đọc cái từ này là hurry cho qua nhé, vội vã. Được chưa? Rồi, vậy câu này của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Không cần phải vội đâu. Và đây là một cấu trúc các bạn ạ. Đáp án của mình sẽ là B-boy nhé. There's no need to verb ạ. Các bạn ghi vào cấu trúc và vừa cho qua nào. There's no need to verb. Có nghĩa là chẳng cần làm gì đó nhá. Thế còn impossible thì chúng ta lại phải dùng cấu trúc là đi với it's. It's impossible đi với to verb. Người ta dịch là không thể làm gì đó. Được chưa? Rồi. Unnecessary cũng như vậy, các bạn cũng sẽ dùng cấu trúc cho câu là is unnecessary to verb, không cần thiết phải làm gì đó. Nhưng về need thì là there's no need to verb nhá. Ok, purpose có nghĩa là mục tiêu, mục đích. Rồi qua mời chúng mình sang câu số 11. Bài này của chúng ta là các bạn kết hợp là combine each pair of sentences in the following question. Kết hợp mỗi một câu sau nhá. Nào, number 11, câu số 11 nhé. Increasing urbanization has led to problems. Cities are centers of civilizations and culture. Ở đây mình có cấu trúc là lead to có nghĩa là dẫn đến nhá. Rồi, sự đô thị hóa đang ngày càng gia tăng đã dẫn đến nhiều vấn đề. Các thành phố là trung tâm của civilizations, culture là văn hóa này, civilization tức là nền văn minh này, đúng không ạ? Rồi, vậy câu 11 của chúng ta phải là gì đây ạ? Rồi, mặc dù câu này là gì ạ? Sự đô thị hóa đang gia tăng dẫn đến nhiều vấn đề. Các thành phố vẫn là trung tâm của các nền văn minh và văn hóa, đúng không ạ? Vậy thì có thể cho cô là ý của hai cái vế này nó kiểu như là nó đối lập với nhau. Bên này thì là đô thị hóa vẫn đang gia tăng, nhưng bên này thì các thành phố vẫn là trung tâm của văn hóa hay là nền văn minh. Vậy câu này đoán của chúng ta sẽ là 11 của chúng ta sẽ là đi là chuẩn nhất các bạn nhé. Qua dịch này, mặc dù sự đô thị hóa đang ngày càng gia tăng dẫn đến nhiều vấn đề, nhưng các thành phố vẫn là trung tâm của cái gì đó, đúng không? Đằng sau dấu là một mệnh gì? Một mệnh đề, đúng không ạ? Nhá. Thế câu A chúng ta cùng xem tại sao sai này. Bởi vì đã dùng on though rồi thì chúng ta không thể nào dùng but được, phải vứt từ but đi nhá. Rồi, ok. Và sau despite phải là cái gì các bạn nhỉ? Các bạn nhớ cho qua này, trong câu này nhá, on though này hay là though này thì sau on though và though phải là một mệnh đề. Mệnh đề tức là thế nào? Mệnh đề là phải có chủ ngữ, vị ngữ. Ví dụ cô muốn nói là on though I love you thì I love you là một mệnh đề đấy, đúng không ạ? Rồi, thế còn câu dưới thì lại sai này. Despite hay là in spite thì đằng sau hai cái từ này phải là động từ dạng verb in hay là một cụm gì? Cụm danh từ chứ, đúng không ạ? Nhá. Rồi, ok. Cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là B và C đều sai hết. Bởi vì là cái việc gia tăng dân số đã dẫn đến nhiều vấn đề. Đây phải là một mệnh đề chứ ạ. Nó là SV đấy chứ. Nó là mệnh đề đấy chứ ạ. Nhá. Cho nên câu này của chúng ta cuối cùng vẫn là D các bạn nhé. Rồi, tiếp tục ạ. Qua mời chúng mình làm cho cô Hoa câu số bao nhiêu nhỉ? 12 nào. Rồi, 12 nhá. In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17%. In 1969, it was about 20%. Qua dịch câu này như sau nhé. Vào năm 1960 thì cái tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia khoảng 17%. Vào năm 1969 thì nó khoảng là 20%. Ok, rồi. Vậy thì câu này đoán của chúng ta sẽ phải là gì đấy ạ? Tức là nó có sự gì đấy ạ? Gia tăng từ 20% đến 17%. Lấy 20 trừ 7 tức là tăng 3%, phải không các bạn? Rồi, ok. Vậy câu này đoán của chúng ta chuẩn nhất sẽ là đi các bạn nhé. Rồi, qua dịch này. Vào năm 1960, tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia là khoảng 17%, đúng không ạ? Và tăng nhẹ là 3% vào năm 1969 nhá. Ok. Followed by, mình có cấu trúc là followed by tức là tiếp theo sau đó, đúng không ạ? Và tăng 3% nhá. Ok, rồi. Ok. Và các điều cho qua là tức là tăng bao nhiêu phần trăm đó thì chúng ta sẽ dùng là a slight increase of, phải đi về giới tự ở cho cô Hoa trước cái số lượng mà nó gia tăng đó nhá. Rồi, chúng ta cùng xem các câu trên tại câu A, B, C tại sao sai nhé. Rồi, câu này của chúng ta này. Đây ạ. Tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia tăng 3% vào năm 1969, sau đó lại giảm nhẹ xuống 17%. Không là thế, bởi vì câu gốc của chúng ta là tăng mà. Đúng ạ? Ok, tăng 3% thôi mà. Ok, cô dưới này rose to tăng, cô này cũng sai luôn, sai. Ok, chỉ có thể là đi thôi các bạn nhé. Rồi, tiếp tục là qua 10 chúng mình sang câu số 13 nhé. 13 nào. The expenditure of the office remained stable. The profits rose by 25%. Ok, ở đây chúng ta có một cái tính từ, đó chính là remain. Ở đây mình có, xin lỗi, động từ. Sau động từ remain, nó là tính từ các bạn nhé. Remain, người ta dịch là giữ nguyên. Ở đây mình có tính từ là stable. Stable nghĩa là ổn định. Vâng, expenditure nghĩa là chi tiêu. Chi tiêu của văn phòng là ổn định. Và làm sao? Cái lợi nhuận thì tăng 25%. Tăng bao nhiêu phần trăm các bạn? Dùng giới từ by cho qua nhé. Rồi, vậy câu 13 đoán của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Tức là câu này có nghĩa là gì ạ? Cái lợi nhuận vẫn cứ tăng 25% mặc dù là cái sự ổn định của cái ổn định trong chi tiêu của văn phòng đó. Tức là người ta vẫn chi tiêu với cái số lượng nhiều như vậy, nhưng mà cái lợi nhuận nó vẫn cứ tăng lên 25% nhá. Ok, vâng, vậy 13 của chúng ta sẽ là C nhá. Đó, lợi nhuận tăng 25% mặc dù sự ổn định của chi tiêu ở văn phòng nhá. Câu dưới này sau under mà là một cụm danh từ thế này là sai rồi, cho nên câu A là sai nhá. Câu dưới này lợi nhuận tăng 25% as a result of. As a result of có nghĩa là gì ạ? Do kết quả là, đúng không? Không phải nhá. Rồi, ok. Owing to người ta dịch là do. Đó, và sau owing to nó cũng là một cụm danh từ cho qua nhé. Ok, nhưng mà câu này dịch là lợi nhuận tăng 25% do sự ổn định. Ai bảo thế? Không phải thế, đúng không ạ? Và phải nói là mặc dù do sự chứ ạ. Nhá. Rồi, ok, cô mời chúng mình sang câu số 14 nhé. Đó, đây này rất nhiều câu hay này. The rapid urbanizations led to many serious problems. One of those is the growth of slums. Slums có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là khu ổ chuột. Khu ổ chuột, slums. It means areas for the poor family. Is that right? Rồi, câu số 14 nhé. Cái sự đô thị hóa rapid, tức là một cách nhanh chóng đấy ạ, đã dẫn đến rất nhiều vấn đề rất là nghiêm trọng. Một trong số những vấn đề này đó chính là sự tăng những cái khu gì ạ? Khu ổ chuột, đúng không ạ? Vâng, vậy câu này đáp án của chúng mình sẽ là A các bạn nhé. The rapid urbanization is the cause of many serious problems such as the growth of slums. Có nghĩa là gì ạ? Sự đô thị hóa rất nhanh chóng là nguyên nhân của nhiều vấn đề rất là nghiêm trọng như là sự gia tăng các khu ổ chuột, đúng không ạ? Và các bạn nhớ cho qua là cause là nguyên nhân thì đi về giới từ of cho cô nhé, cause of. Nhưng mà nếu như mà cô nói là reason cũng là nguyên nhân này, nhưng mà lúc này chúng ta phải đi với giới từ for các bạn nhé. Rồi, ok. Rồi, các câu còn lại này, sự đô thị hóa gia tăng nhanh chóng là kết quả của nhiều. Đó, câu này là sai về từ vựng, đây là tính từ không phải, chuyện phải dùng danh từ ở đây nhá. Được tạo ra bởi ai gì được tạo ra bởi đâu, đúng không ạ? Vâng, rồi result by được do hậu quả gây ra bởi những vấn đề này, không phải giữ nghĩa. Nghe câu này dịch chóng quá, không đúng nhá, chỉ là nguyên nhân thôi, đúng không ạ? Rồi, không, mời chúng mình sang câu số 15 nhé. The price plunged from 300 to 20 in 1995 is flat to over the next 3 years. Rồi, câu này của chúng ta sẽ là gì ạ? Nào, cái giá nó dao động từ 300 cho đến 20 vào năm 1995. Đó, thế nhưng mà làm sao? Nó giảm 3 năm sau đó, đúng không ạ? Rồi, thế thì câu này đáp của chúng ta chuẩn nhất sẽ phải là gì ạ? A ạ. The price decreased by nó giảm đi bao nhiêu ạ? Tức là nó giảm đi là chúng mình lấy 300 trừ đi 20 thì là ra 280 này các bạn nhé. Rồi, giá giảm đi đến 280 vào năm 1995 trước khi mà stabilize xin lỗi, hoặc là start được bằng phiên âm là S1 mà stabilize âm tiết số 1 nhé, stabilizing đã ổn định trong vòng 3 năm tới, đúng không ạ? Đó, ok, được rồi, vậy là chúng mình đã xong một đề 15 phút nữa rồi. Qua chúc chúng mình chăm chỉ học tập để có kết quả cao trong kỳ thi tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.